Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Thì tôi là Mẫn Nguyễn. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một cái template website ở trong cái ứng dụng React với này Bootstrap và React Router. Thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn init một cái project mới này. Thì ở cái folder source này thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái terminal này. Tôi sẽ mở cái terminal của tôi lên và tôi sẽ đi init cái project sử dụng cái lệnh của thằng Jam React App này. Thì tôi sẽ có cái lệnh là jam React App và tôi sẽ có cái project là tên project là demo React Template chẳng hạn. Rồi theo thì tôi sẽ nhấn enter để nó init cái project cho tôi này. Rồi, nó đã init cái project xong cho tôi rồi này. Tiếp theo tôi sẽ đi mở cái VS Code lên và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo cái project này lên này. Đây, tôi sẽ mở VS Code và tôi sẽ open folder này. Đây, tôi sẽ mở cái folder này, demo React Template này. Tiếp theo tôi sẽ new một cái terminal mới này. Rồi tiếp theo thì ở tại cái terminal này tôi sẽ có lệnh gian tạt để tạt cái project này lên này. Đó thì cái project của tôi nó đã tạt lên bình thường rồi này. Rồi tiếp theo thì để làm cái phần template cái size thì tôi cần phải sử dụng đến cái thư viện gọi là thư viện React Router. Thì tôi sẽ đi cài đặt cái thư viện React Router. Thì các bạn thể vô Google và các bạn đi vô cái trang React Router để tìm hiểu này. Các bạn đi vô cái trang reactcounter.com để tìm hiểu. Thì cái thư viện này thường thường thì người ta gọi là cái thư viện là reactcounter hoặc là cái thư viện reactcounter đó. Thì các bạn nick vô cái mục AMU này thì nó có hướng dẫn các bạn cái lệnh để cài đặt này. Đó thì nếu mà các bạn cài đặt thông qua cái lệnh của thằng npm ấy thì các bạn có cái lệnh npm install reactcounter đó để cài đặt này. Còn tôi sẽ cài đặt thông qua thằng Jam. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt thông qua thằng Jam như sau. Đây tôi sẽ quay lại VS Code này. Quay lại VS Code thì tôi sẽ nick cho cái dấu cộng này này để nó tạo ra thêm cho tôi một cái terminal nữa này. Thì tôi sẽ có định Jam Add React Router DOM. Thì khi các bạn có cái định Jam Add React cái ngang Router cái ngang DOM và các bạn nhấn Enter thì nó sẽ cài đặt với lại cái version mới nhất của cái thư viện này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn check cái version mới nhất của cái thư viện React Router DOM này. Thì tôi sẽ vô cái trang npmjs.com này. Và cái mục tìm kiếm này tôi sẽ nhập vô là React cái ngang Router cái ngang DOM này. Và tôi nick cho cái button search để nó tìm kiếm cho tôi này. Thì tôi nick cho cái thư viện React Router DOM này. Thì cái version lấy tỉ của nó là cái version 6.16.0 này này. Thì tôi khuyên là các bạn nên cài đặt cùng với lại cái version của tôi. Thì tôi sẽ đi cài đặt nó như sau. Thì ở cái chỗ này thì bây giờ tôi sẽ thêm cho nó là a còng này, version 6.16.0 này. Và tôi sẽ nhấn enter để nó cài đặt này. Đó thì nó đã cài đặt xong cho tôi rồi này. Đó thì tôi khuyên là các bạn nên có cái lệnh là jam add react cái ngang router cái ngang dom và thêm cái a còng và cái version là 6.16.0 như vậy để nó cài đặt cùng với lại cái version của tôi ở đây. Rồi chẳng hạn như tôi sẽ vô cái file backing presentation và kiểm tra này. Thì vô cái file backing presentation thì tôi có thêm một cái dependency nữa là cái thư viện React Router DOM version là 6.16.0 như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cần fix để mà sử dụng được cái thư viện React Router để mà làm cái việc điều hướng hay là di chuyển giữa các trang này. Thì để mà làm được cái việc điều hướng hay là di chuyển giữa các trang thì tôi sẽ sử dụng một cái cầm lần gọi là cầm lần Router Router. Thì các bạn hãy vô cái trang reactrouter.com và các bạn vô cái mục router command này. Thì đây nó có cái router router này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn
sử dụng cái cổng lần browser router này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ mở cái file index.js lên và tôi sẽ đi config này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái browser router đây này. Rồi tiếp theo thì ở trong cái browser router thì tôi sẽ có tiếp cái component gọi là component router app. Rồi trong cái router app thì tôi sẽ có các route con này. Và trong cái route này tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là path này. Và tôi sẽ có cái path đầu tiên là cái path đến cái đường dẫn home, đường dẫn tới cái trang chủ thì tôi sẽ có cái dấu xuyệt này. Tiếp theo tôi sẽ có cái enumerate. Thì cái enumerate thì tôi sẽ gọi đến cái app component này. Đây tôi sẽ cất cái app component vô trong cái enumerate ở đây này. Đó thì tôi sẽ cần phải cần fix cho nó như vậy. Thì tôi sẽ import ba cái cổng lần là router router, route và route s từ cái thư viện React Router DOM vô như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ nick vô save này. Rồi tiếp theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ quay lại cái trang giao diện ứng dụng của tôi này. Đó thì cái trang giao diện ứng dụng của tôi thì nó vẫn show lên bình thường này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi define ra một cái route cho mấy cái page khác chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ copy cái route này xuống và tôi chỉnh sửa này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ có cái route tới cái path là ứng với trang about chẳng hạn, thì tôi sẽ có cái path là bằng about này. Tiếp theo thì cái element thì nó sẽ gọi đến cái about của một lần. Tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra cái page about này. Thì trong cái folder src này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder page. Và trong folder page tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là file about.gx. Rồi theo thì tôi sẽ có tắt là rsf để nó generate ra một cái function component này. Thì trong cái function component thì tôi sẽ return về cái thẻ div và có cái content là about page chẳng hạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ nick cho save này. Thì tiếp theo thì quay lại cái file index.js thì tôi sẽ import cái about page vô này. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ tạo thêm một cái route cho cái đường dẫn tới cái trang gọi là trang service chẳng hạn. Thì tôi sẽ copy xuống và tôi chỉnh sửa này. Thì cái path thì tôi sẽ chỉnh sửa này service này. Thì cái environment thì tôi sẽ gọi đến cái service page này. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái page là service.gx này. Thì tôi sẽ vô folder page và tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là file service.gx này. Rồi theo tương tự thì tôi có phép tắt là rsf và tôi nhấn enter để nó generate ra một cái function cộng lần cho tôi này. Và trong cái function cộng lần thì tôi sẽ return về cái thẻ div có cái content là service page này. Rồi theo tôi sẽ click vào save này. Rồi theo tôi cũng quay lại cái file index.js và tôi import cái service component vô này. Tôi sẽ import cái about và cái service page vô như vậy. Rồi theo tôi sẽ nick cho save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Rồi theo thì chẳng hạn như là tôi sẽ test cái việc mà điều hướng. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ test cái việc điều hướng như sau. Thì ở trên cái đường dẫn này thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ xuyệt đến cái trang about này. Đó thì các bạn thấy là nó đã chuyển hướng cho tôi sang cái trang about và nó có cái test ở about page như vậy. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như là tôi sẽ chuyển hướng sang cái trang service chẳng hạn. Thì tôi sẽ duyệt service này và tôi nhấn enter này. Đó thì nó cũng chuyển hướng cho tôi sang cái trang service này và nó xong lên cái content là service page này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra cái template. Thì để tạo ra cái template thì ở trên cái phần này thì tôi sẽ tạo ra một cái phần gọi là menu header. Thì tôi sẽ đi sử dụng cái này thư viện Bootstrap. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái thư viện React Bootstrap này. Thì các bạn vô cái đường dẫn của trình duyệt và các bạn gõ là react-bootstrap.netlify.app này. Thì các bạn vô cái mục get started này. Thì đây thì nó có hướng dẫn các bạn cài đặt này. Đó thì nếu mà các bạn cài đặt thông qua thằng npm thì các bạn sẽ có cái lệnh này để cài đặt này. Còn tôi thì tôi sẽ cài đặt thông qua thằng Jan. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt thông qua thằng Jan như sau. Đây, tôi sẽ Jan add. Cài đặt thông qua thằng Jan thì tôi sẽ có cái lệnh là Jan add này. Tiếp theo là cái thư viện React cài cam Bootstrap rồi Bootstrap này. Tiếp theo thì tương tự thì tôi sẽ đi kiểm tra cái version native của hai cái
thư viện này. Thì tôi sẽ quay lại cái trang mpnjs.com này và tôi sẽ search, đầu tiên là tôi sẽ search cái thư viện là React gạch ngang Bootstrap này. Thì cái thư viện là React gạch ngang Bootstrap thì cái version đấy, cái version mới nhất của nó là 2.9.0 này, thì tôi sẽ đi cài đặt với lại cái version này. Thì ở chỗ này tôi sẽ thêm cho nó là a còng này 2.9.0 này. Đó thì các bạn nhớ thêm cho nó cái a còng 2.9.0 như vậy. Rồi theo là cái Bootstrap thì tôi sẽ đi kiểm tra cái version đấy tỉnh của cái thư viện Bootstrap này. Thì tôi sẽ search ở đây là Bootstrap này và tôi nick cho cái button search này. Thì cái version mới nhất của cái thư viện Bootstrap là cái version 5.3.2 này. Thì tôi sẽ đi cài đặt cái version này. Tôi sẽ có cái a còng này 5.3.2 này. Đó thì các bạn nên gõ cái lệnh là gian add react gạch ngang bootstrap a còng version 2.9.0 và tiếp theo là cái bootstrap a còng rồi cái version là 5.3.2 như vậy để nó cài đặt cùng với lại cái version ở trên cái máy của tôi. Đó, tiếp theo tôi nhấn enter để nó cài đặt này. Rồi nó đã cài đặt xong cái thư viện bootstrap này thì tôi sẽ quay lại cái file package.json mà tôi kiểm tra này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó đã cài đặt cho tôi thêm cái thư viện là Bootstrap này và cái thư viện là React Bootstrap này. Rồi tiếp theo thì để mà sử dụng được cái thư viện là React Bootstrap này này thì tôi còn phải import cái file CSS vô nữa này. Thì ở đây thì nó có cái phần gọi là CSS này thì tôi sẽ copy cái dòng import này này và tôi sẽ bỏ vô cái file index hoặc là file app.js này. Đó, đây tôi sẽ pass nó vô trong cái file index.js như vậy. Rồi theo tôi nick cho save này. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ điều dẫn các bạn tạo ra cái phần menu header này. Thì tôi sẽ tạo ra mấy cái menu header sử dụng mấy cái command của thư viện React Bootstrap luôn này. Thì các bạn quay lại cái trang react-bootstrap.netdefi.app này. Rồi các bạn vô cái mục command này. Thì các bạn đến cái phần navbar này này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ sử dụng cái navbar này này, tôi sẽ copy cái code chỗ này này. Rồi theo thì quay lại số code này. Quay lại số code thì ở trong cái folder src thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái folder nữa là folder complaint. Rồi trong cái folder complaint thì tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là file header.jsx này. Và tôi sẽ có tắt là rsf này. Và tôi nhấn enter để nó generate ra một cái function command của tôi này. Trong cái function command này thì chỗ thẻ div này thì bây giờ tôi sẽ thay thế nó bằng cái command navbar này. Thì tôi sẽ import mấy cái command như là navbar vô này, container vô này. Rồi theo là nav này. Rồi cái phần mấy cái command nav dropdown này thì tôi không cần sử dụng thì tôi sẽ bỏ đi này. Rồi theo tôi nick cho save này. Rồi theo thì tôi sẽ mở cái file app.js này này. Thì ở trong cái file app.js này thì cái chỗ phần header này, cái chỗ phần thẻ header tôi sẽ bỏ đi này và tôi sẽ import cái command header của tôi vô này. Đó, tôi sẽ import cái command header vô như vậy này. Rồi cái thẻ div này, cái class name tôi sẽ bỏ đi luôn này. Rồi theo tôi sẽ nick cho save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ quay lại cái giao diện ứng dụng của tôi này. Đó thì quay lại cái trang giao diện ứng dụng của tôi thì bây giờ các bạn thấy là nó đã show lên được cái phần menu header như vậy này. Đó, thì nó có mấy cái menu như là home này, link này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ sửa cái menu đinh này này trở lại này. Đây tôi sẽ quay lại cái header cộng lần này. Thì cái chỗ thẻ đinh này tôi sẽ sửa thành là about này. Rồi theo tôi sẽ copy xuống và tôi sẽ có một thêm một cái menu nữa gọi là cái menu service này. Rồi theo tôi sẽ nick cho save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ nó đã show lên cho tôi ba cái menu là home, about, service này. Rồi tiếp theo thì ở mấy cái chỗ href này này thì bây giờ tôi sẽ điều dẫn các bạn cập nhật lại này. Thì thứ nhất là ứng với cái menu home thì tôi sẽ có cái đường dẫn là tới cái đường dẫn là dấu xuyệt này. Rồi theo là about thì tôi sẽ có cái đường dẫn tới cái trang gọi là xuyệt about.
Rồi theo là service thì tôi sẽ có cái đường dẫn tới cái trang gọi là tới cái đường dẫn là duyệt service. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Và theo tôi sẽ đi test thử cái việc mà nick cho một cái menu này xem nó có di chuyển sang mấy cái trang tương ứng cho tôi hay không này. Chẳng hạn nếu tôi nick cho cái menu about này. Đó thì các bạn thấy là nó đã di chuyển được cái sang cái trang about rồi này và nó show lên cái content ở page này, này. Tuy nhiên thì cái phần menu header thì nó không có giữ lại. Thì để mà xử lý để cho nó giữ lại cái phần menu header thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Thì để mà xử lý được cho cái phần menu header này nó giữ lại này được á thì chúng ta cần phải sử dụng một số cái command như là command net thịt rau và outnet. Thì các bạn hãy vô cái trang reactdouter.com này và các bạn tìm hiểu này. Thì ở đây thì các bạn vô cái mục feature overview này và các bạn vô cái phần net thịt rau này này. Thì net thịt rau tức là các rau nó đồng vô nhau á. Thì ví dụ như là trong trường hợp cái ứng dụng của chúng ta thì chẳng hạn như chúng ta sẽ có một cái rau root là ứng với cái đường dẫn là dấu xuyệt này. Với theo thì nó xuyển đến mấy cái trang như about, tức là xuyển tới cái đường dẫn là about chẳng hạn. Thì cái đường dẫn là dấu xuyệt này thì nó sẽ nồng vô cái path là nồng vô cái about. Thì tức là cái cộng lần about hay là cái trang about tức là nó là cái con của cái cộng lần ứng với lại cái đường dẫn root này này. Chúng ta sẽ đi áp dụng cái quy tắc nồng. Thì để áp dụng quy tắc nồng thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn xử lý cho cái phần rau này như sau. Thì ở mấy cái chỗ phần rau này thì bây giờ tôi sẽ đi chỉnh sửa lại này. Thì ở chỗ này thì cái rau ứng với cái đường dẫn là cái dấu xẹt đường dẫn tới cái trang chủ á, thì các bạn sẽ update nó lại như vậy này. Tiếp theo thì các bạn sẽ đồng nó ở bên ngoài mấy cái command như là about và service này. Và các command như là about service thì các bạn sẽ để nó ở bên trong như vậy. Rồi, ngoài ra thì khi mà áp dụng cái quy tắc net thịt rau này thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái rau gọi là cái rau index. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra cái rau index như sau. Thì ở chỗ này tôi sẽ có cái rau này. Và trong cái rau này tôi sẽ thêm cho nó cái drop này, index này. Và tôi sẽ có cái element. Thì chẳng hạn như là cái element thì tôi sẽ cho nó gọi đến cái gọi là home page chẳng hạn. Đây tôi sẽ cái in này tôi sẽ gọi đến cái home page này. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái page nữa là cái page home chẳng hạn. Đây quay lại cái folder page thì tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là file home.jsx này. Và tôi có viết tắt là rsf và tôi nhấn enter để nó tạo ra một cái function cộng lần cho tôi này. Thì chỗ function này tôi sẽ return về một cái thẻ div và coi test là home page chẳng hạn. Rồi, tiếp theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo rồi, quay lại cái file index thì tôi cũng import cái home command cho luôn này. Đó. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ quay lại trình duyệt này. Quay lại trình duyệt thì các bạn thấy là ở cái trang about thì bây giờ các bạn thấy là cái phần menu header thì nó đã giữ lại cho tôi rồi này. Tôi nick cho cái menu service này. Đó thì cái phần menu service thì các bạn thấy là nó cũng giữ lại cái phần header là cái phần menu header cho tôi rồi này. Rồi tiếp theo thì để mà xử lý để cho cái thằng ứng dụng của chúng ta nó biết được cái phần ở giữa này này nó là cái content động á thì chúng ta cần phải sử dụng đến một cái command gọi là command outnet. Thì các bạn quay lại cái trang reactdouter.com này này thì các bạn đi đến cái mục command này thì ở đây nó có một cái command gọi là outnet này thì các bạn thể tìm hiểu về cách sử dụng của cái command outnet ở đây này đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái công năng outnet để mà xử lý cho cái phần render cái content động đây chẳng hạn. Thì tôi sẽ quay lại cái file app.js này. Thì cái chỗ dưới cái phần header này thì bây giờ tôi sẽ có thể div này. Và cái chỗ này là cái phần gọi là main content này này hay là cái phần content động á thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái command outnet ở đây này. Đây tôi sẽ có cái outnet này, tôi sẽ import cái outnet công năng vô này. Rồi theo tôi sẽ click vào save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Lên lại trình duyệt thì bây giờ các bạn thấy là nó đã show lên được cái content động. Chẳng hạn như ứng với trang service thì các bạn thấy là nó show lên được cái content động là cái service page này. Rồi theo tôi nick vào cái menu about này. Đó, nick vào menu about thì các bạn thấy là cái content động của nó show lên là cái test là about page này. Rồi theo là nick vào cái menu home này.
Đó, nick domain Nuhon thì nó cũng chuyển về cái đường dẫn root cho tôi này, và nó xông lên cái test là homepage này. Đó, thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm một cái demo tạo một cái template website ở trong cái ứng dụng React. Thì cái phần mà xử lý mấy cái việc như là điều hướng rồi xử lý cho mấy cái đường dẫn thì nó còn rất là nhiều cái chức năng khác nhau. Thì các bạn có thể vô cái trang reactdoctor.com này để tìm hiểu thêm về các tính năng khác của cái thư viện này. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về cái việc điều hướng ấy, thì các bạn hãy tham gia vào cái khóa học gọi là khóa học thì ở trên cái trang Udemy ấy, thì tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu với lại Bootstrap Master UI. Thì trong cái khóa học này á thì tôi có một cái chương gọi là cái chương Routing in React này, hay là điều hướng ở trong React này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn nhiều cái chức năng khác nhau liên quan đến cái thư viện là React Router DOM này. Đó thì chẳng hạn như là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng mấy cái cộng lần link này, nắp link rồi, active link này. Rồi tôi hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái cộng lần navigate để mà thực hiện cái việc redirect hay là việc chuyển hướng này. Rồi tôi cũng hướng dẫn cho các bạn là xử lý cái trường hợp mà gọi là cái đường dẫn nó không tìm thấy, thì tôi sẽ có cái bài gọi là handling not found URL này. Đó, rồi tiếp theo là tôi có một cái bài gọi là bài Dynamic Segment này, xử lý cho mấy cái đường dẫn động này. Thì chẳng hạn như là cái đường dẫn tới mấy cái trang như là trang chi tiết sản phẩm trả, thì chẳng hạn như là xuyệt đấy cái đường dẫn là detail rồi xuyệt cái ID sản phẩm á, thì mấy cái ID sản phẩm á thì nó là mấy cái param động á, thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn ở cái bài gọi là Dynamic Segment này này. Rồi tôi cũng hướng dẫn cho các bạn đọc mấy cái URL param rồi đọc mấy cái search param vân vân. Đó thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về React á, thì các bạn hãy tham gia vào cái khóa học gọi là lập trình React.js chuyên sâu với này Bootstrap Master UI này của tôi. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.